Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin tức Thời sự 24 giờ hôm nay. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và những giây phút bổ ích trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. 5 triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicron rất khác so với các biến thể cũ. Trong khi biến thể Delta vẫn đang thống trị tại Việt Nam với số ca mắc mới mỗi ngày tăng cao, thì nguy cơ xuất hiện và lây lan Omicron cũng đang ở rất gần. Có rất nhiều bàn luận về các triệu chứng khi nhiễm Omicron, biến thể được Tổ chức Y tế Thế giới cho là đáng ngại. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đây là biến thể có khả năng lây nhiễm rất cao với hơn 30 đột biến trong gai protein và độc lực của nó cũng là điều mà các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu, bởi đó là yếu tố quyết định tỷ lệ tử vong ở người. Biến thể Delta đã tàn phá thế giới và gây ra tỷ lệ nhập viện cũng như tử vong cao chưa từng có. Không chỉ dễ lây lan, biến thể này còn gây ra những triệu chứng từ trung bình tới nặng như sốt cao, ho dai dẳng, khó thở, đau ngực và giảm lượng oxy trong máu. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, các trường hợp nhiễm Omicron được ghi nhận trên thế giới có các triệu chứng rất nhẹ. WHO cũng cho biết Omicron có thể lây lan dễ dàng ở những nhóm đối tượng đã từng nhiễm các biến thể trước đó hoặc những người đã tiêm phòng vaccine. Dưới đây là 5 triệu chứng của Omicron mà bạn cần phải đề phòng. Triệu chứng thứ nhất, mệt mỏi, kiệt sức. Cũng giống như các biến thể trước đó, người nhiễm Omicron có thể thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức, thiếu năng lượng. Mệt mỏi thường xuất phát từ các vấn đề bất thường về sức khỏe, do đó hãy đi xét nghiệm để được kiểm tra tình trạng của mình. Triệu chứng thứ hai, ngứa họng. Các bác sĩ Nam Phi cho biết những người nhiễm biến thể Omicron nói rằng họ có cảm giác ngứa họng nhiều hơn là đau họng, và đây là một điểm bất thường khác biệt so với biến thể trước đó. Triệu chứng thứ ba, sốt nhẹ và tự khỏi. Sốt luôn là một dấu hiệu cảnh báo COVID-19. Nhưng đối với các biến thể trước đó, bệnh nhân thường sốt cao hoặc là sốt kéo dài, còn đối với Omicron sẽ là những cơn sốt nhẹ và có thể tự hạ. Triệu chứng thứ tư, đổ mồ hôi vào ban đêm và đau nhức cơ thể. Theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế Nam Phi, bác sĩ đa khoa Unben Pinley đã liệt kê triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron mà bệnh nhân đã trải qua. Ông cho rằng đổ mồ hôi có thể là một dấu hiệu cảnh báo và hiện tượng này thường xảy ra vào ban đêm. Bạn có thể đổ mồ hôi ngay cả khi nhiệt độ phòng đang rất mát mẻ. Theo bác sĩ, triệu chứng này có thể đi kèm với hiện tượng đau nhức người. Và triệu chứng thứ 5, ho khan. Ho khan là triệu chứng thường gặp ở những bệnh nhân nhiễm Omicron. Đây cũng là một dấu hiệu phổ biến ở các biến thể khác. Tuy nhiên, ho khan ở đây giống như một kiểu ho kích ứng và không đi kèm với triệu chứng khó thở, tức ngực. Giáo sư dịch tễ học của Đại học King London, ông Tim Spector cho biết, COVID-19 không thể đoán trước được. Ngay cả khi bạn chỉ cảm thấy như đang bị cảm lạnh thì bạn vẫn có thể có những rủi ro khác nguy hiểm hơn cảm lạnh. Tỷ lệ lây nhiễm cao hơn ngay cả khi đa số chúng ta đã được tiêm chủng. Điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và mỗi tuần sẽ có hàng trăm người tiếp tục bỏ mạng khi chúng ta bước vào Giáng sinh thứ hai của đại dịch này. Các nhà khoa học trên khắp thế giới đã đưa ra một số dữ liệu cho thấy Omicron ít nguy hiểm hơn các biến thể trước đó, nhưng họ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn được điều này. Chuyên gia y tế khẳng định, tương lai, COVID-19 sẽ gọi là bệnh thay vì dịch. Bác sĩ Kevin Quy Trịnh, người tiêm đủ 3 mũi vaccine Moderna và có 2 phiếu xét nghiệm COVID RT-PCR âm tính tại Mỹ, vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài và đang cách ly tại Hà Nam. Bác sĩ cho hay, so với thời điểm đầu năm 2021, việc cách ly tập trung vẫn tồn tại các bất cập như tập trung đông người trong một thời gian dài tại sân bay, dồn khách trên máy bay, trên xe vận chuyển về nơi cách ly. Theo bác sĩ, ở thời điểm đầu năm, tình hình dịch diễn biến phức tạp, chính phủ yêu cầu những người di chuyển nội địa, nhập cảnh thực hiện 5K đầy đủ tại sân bay, tuân thủ quy định phòng chống dịch bằng cách xịt khử khuẩn lên cả người và hành lý, cách ly tập trung. Điều này khiến cho nhiều người hoang mang, lo sợ bởi vì cách ly nhiều ngày sẽ khiến công việc của họ gặp nhiều khó khăn. Ở thời điểm hiện tại, cả nhân viên thực hiện công tác cách ly và người cách ly đều mang tâm lý chung là làm cho đủ quy trình. Việc này vô hình chung dẫn đến nhiều bất cập, đôi khi là nguyên nhân dẫn đến nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo. Chẳng hạn như người đã tiêm 2 mũi vaccine và người chưa được tiêm mũi vaccine nào đều gộp chung vào cách ly một chỗ hay cách ly đông người trong cùng một phòng. Đây là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Về mặt độc lực virus, từ vấn đề tiêm chủng và công tác điều trị ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể thấy, tuy hiện nay xuất hiện nhiều biến chủng virus SARS-CoV-2 có mức độ lây lan mạnh,
nhưng mức độ xuất hiện triệu chứng nặng và tỷ lệ tử vong. Cả hai phản ánh độc lực virus, không thể so sánh với biến chủng đầu tiên. Một phần do vaccine đã phát huy hiệu quả miễn dịch cộng đồng khi Việt Nam đã thực hiện công tác tiêm chủng trên 80% dân số. Mặt khác, công tác điều trị đã hình thành các phác đồ cụ thể. Đội ngũ y tế đã có nhiều kinh nghiệm và nhiều thuốc điều trị virus SARS-CoV-2 đã ra đời. Cho nên, ở thời điểm hiện tại, về mặt quản lý, chúng ta nên tập trung nguồn lực vào các đối tượng nhập cảnh lậu, chưa tiêm chủng. Về mặt sức khỏe nhân dân, đội ngũ y tế nên tập trung nguồn lực bảo vệ các đối tượng có nguy cơ cao, người cao tuổi và người mắc bệnh lý nền. Thay vì cách ly tập trung, bác sĩ Quy Trịnh cho biết, cơ quan y tế nên yêu cầu những người dân nhập cảnh đã tiêm đủ 2-3 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính nên cách ly tại nhà hoặc khách sạn trong 3 ngày đầu. Nếu những người này bị nhiễm SARS-CoV-2, họ sẽ được phát hiện và cách ly kịp thời. Tương lai, chúng ta nên chuyển tiếp sang giai đoạn bệnh COVID-19 và kết thúc từ khóa dịch COVID-19. Vì thế, đối với các đối tượng nhập cảnh tiêm chủng đầy đủ và xét nghiệm RT-PCR âm tính, đã đến lúc có thể thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú. Vì hiện tại, chúng ta đã thực hiện F0 cách ly và điều trị tại nhà, bác sĩ Kevin Quy Trịnh cho hay. Bác sĩ Trịnh nhấn mạnh, đã đến lúc dần khôi phục các hoạt động bình thường của xã hội và hồi phục kinh tế sau gần 2 năm quá khó khăn. Một nữ sinh có tiền sử dị ứng tử vong sau 7 ngày tiêm vaccine COVID-19. Sau tiêm khoảng 25 phút, nữ sinh N bị nổi mề đay, choáng và mạch huyết áp tụt. Theo Tờ Lao Động, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận nữ sinh NTNN, 17 tuổi, trú tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thận đã tử vong sau 7 ngày tiêm vaccine COVID-19. Ông Võ Thành Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong chia sẻ với báo Lao Động, chiều ngày 2 tháng 12, em N được tiêm vaccine Pfizer có hạn sử dụng đến tháng 2 năm 2022. Trong quá trình khám sàng lọc, em N cho biết có tiền sử bị dị ứng với vaccine, nhưng gia đình em mong muốn được tiêm vaccine COVID-19. Trước nguyện vọng của gia đình, chúng tôi tiến hành tiêm cho em N. Sau tiêm khoảng 25 phút, em N bị nổi mề đay, choáng và mạch huyết áp tụt. Các bác sĩ ở trung tâm đã nhanh chóng xử lý theo hướng sốc phản vệ, nhưng sức khỏe bệnh nhân không cải thiện, nên khoảng 10-15 phút sau đó, đơn vị đã khẩn cấp chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Tờ Công an Nhân dân dẫn lời Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong. Theo vị này, trong chỉ định tiêm vaccine COVID-19, người có tiền sử dị ứng với vaccine không chống chỉ định. Theo thanh niên, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, em N được hồi sức tim phổi, chuyển hồi sức tích cực, chống độc. Học sinh này sau đó bị rối loạn đông máu, bệnh viện đã huy động nhiều y bác sĩ và cán bộ, người dân đến hiến máu cho em N. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 12 thì em N không qua khỏi. Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Đỗ Văn Hùng thông tin trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã cứu chữa hết sức nhưng nữ sinh N không qua khỏi. Hiện các đơn vị chức năng đang thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Được biết, Sở Y tế tỉnh đã lập hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân tử vong.